trình Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh năm 2019, tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cá nhân tham gia quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp triển khai một dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2016-2025 do Trung ương quản lý, thực hiện công tác hỗ trợ đỡ đầu năm 2019 với đồn biên phòng Ninh Điền, xã biên giới Long Thuận.